Hello quý anh chị, mến chào quý anh chị quay trở lại với kênh Đức Ô Tô Cũ Sài Gòn nha. Mắc đâu đó khoảng hơn 70% giá trị xe sau 10 năm sử dụng cho một con xe phân khúc thuộc sedan cỡ D nha quý anh chị. Thì trước mắt quý anh chị đây là một con Mazda 6 phiên bản 2.5 đời 2013, 10 năm sử dụng. Tại thời điểm mới ra mắt xe có giá niêm yết là 1 tỷ 326 và phí lăn bánh tại biển thành phố luôn, thì dao động đâu đó khoảng tầm gần 1 tỷ rưỡi. Giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị là chỉ hơn 430 triệu xíu thôi nha. Đấy, mắc hơn 70% giá trị xe sau 10 năm sử dụng. Và xe này chính xác là một chủ sử dụng từ đầu nha quý anh chị. Một chủ sử dụng từ đầu mà đi đâu đó hơn ô đô hơn 5 vạn xíu, thì sẽ qua ô đô cho quý anh chị xem. Một chủ sử dụng từ đầu nhập nhật nha quý anh chị. Nếu như mà quý anh chị mà biết trải nghiệm và đã từng tìm hiểu qua rồi đó, thì rất là thích những dòng xe mà Mazda nhập nhật nha. Tại vì công nghệ áp sàn trên xe thì miên man luôn, không có bị cắt bớt về nhiều như là về thân cổ Trường Hải, thì sẽ cắt bớt thì sẽ giảm cái giá trị giá thành của anh chị, cái xe cho anh chị dễ sử dụng. Thì đây là một con xe nhập nhật được khá là nhiều anh chị quan tâm và săn đón luôn đấy, đời 2013 mà có cảm biến qua chạm phía trước nè. Thiết kế của cái Mazda là thiết kế ngôn ngữ cô đô, thì nó chơi thôi là như kiểu là về không đổi nha anh chị đấy, nên là thiết kế đời 2013 đến nay mà vẫn còn rất bắt mắt, rất là sáng nha. 23 mà được trang bị cho mình là bóng bi lết, hàng nhập nhật thì được trang bị cho mình là mâm to nha, mâm 19 inch, vỏ tua lên da, vỏ này đã thay nha quý chị, đó, lớp là từng thứ 50 của năm 2021, chắc chắn là 10 năm sử dụng thì phải thay thôi. Và cái độ gai gió nè, đi khoảng đâu đó vỏ này thì mình nghĩ đi đâu đó khoảng tầm mấy năm 10 ngàn 20 ngàn km thôi nha. Bốn phanh đĩa trước sau luôn, xe có sơn màu trắng liền lẹp đồng mà trước ra sau đó là bóng bẩy nha. Màu trắng thì rất là dễ sử dụng nha quý chị. Động cơ 2.5 lít cá tiếp cho ra công suất ra đó 188 mã lực, đi kèm hộp số tạo 8 6 cấp nha anh chị, mang lại cho anh chị cảm giác lái phải nói là rất là tốt nha. Động cơ 2.5 lít thì trên phân khúc CND này trải nghiệm rất là tốt, cốp rộng rãi thoải mái sạch sẽ, có lót thảm sàn sẵn 5D nè. Để em giờ mở cái phần bánh xe cua cho anh chị xem đấy, bánh xe cua đầu ngày con rồi tao quay là chưa dùng một lần nào đâu nha. Một chủ sử dụng từ đầu đi rất là kỹ luôn, clip bộ đôi cảm biến cam lùi đầy đủ. Xe này anh chủ trẻ đi nên là trang bị cũng tương đối nha anh chị. Đấy, ghế da màu đen phối chì đỏ này rất là sáng luôn, có lót thảm sàn sẵn, trần nguyên zin, có cửa nóc, cửa gió điều hòa thứ hai, có cổng sạc đầy đủ. CND thì về cái độ rộng rãi khỏi các bạn, lăn quanh hơn 430 triệu xíu thôi. Anh chị chọn ngay cho mình một con xe như là sedan cỡ B hay là hatchback A, nhưng mà đánh đổi là anh chị đòi chọn đời thấp hơn, công nghệ sành miên man lên thì nên cân nhắc con xe nha. Đấy, và đặc biệt là hàng nhập nhật nên là không có cắt ốp sành nhiều. Ghế chỉnh điện nè, hai vị trí nhớ ghế nè, 11 lô bao nha anh chị, tài chính hơn 430 triệu xíu mà sở hữu nghe xe sedan cỡ D 11 lô bao. Ghế da còn rất là sáng mới luôn, chưa có dấu hiệu gọi là xuất chỉ gấp dưới gì nha. Công nghệ an toàn trên xe thì miên man luôn, ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, 6 túi khí an toàn. Đấy, cam lùi, cảm biến lùi, cảm biến qua chạm phía trước, bảo trì bảo dưỡng full lịch sử. Ở lá vô lăng thì được trang bị khá là nhiều phím bấm nha, điều chỉnh âm lượng, đập hộp bánh tay, vui cần tròn, ga tự động, lẫy số sau lăng. Ô đô chuẩn 57.475 km sau 10 năm sử dụng thì tính ra đâu đó đi trung bình mỗi năm đi 5.700 km nha, khá là sử dụng luôn. Xe anh cỡ D thì đi anh chủ đi cà phê cà pháo dọc phố là chính thôi nha. Lên luôn cho quý anh chị mà cái màn hình on LED view nè, tích hợp khá là nhiều tính năng luôn, có việc map F1 đầy đủ cho quý anh chị luôn nha, vô tư dùng luôn, điều hòa tự động hai dùng độc lập. Đề nổ startup đấy, đề nổ startup cam hành trình sẵn, số tự động. Nhược điểm nhỏ là nhược điểm thì trong đời 23 chưa được trang bị cho mình là phanh phanh tay điện tử nha, nhìn nó khá là thô, cái phanh này cái phanh cơ này nhìn nó khá là thô luôn. Đặc biệt hơn hết là được trang bị cho mình là cửa nóc nha, xe cỡ D mà được trang bị thêm cửa số nóc, cửa số trời rất là sáng xe luôn, thoải mái dùng, âm thanh 11 loa bao nghe rất là phê. Rồi bây giờ chi tiết phần động cơ kiểm tra cho anh chị xem. Rồi mình cùng đi vào chi tiết phần dưới nắp capo và khối động cơ 2.5 ska tiếp cho ra công suất đó 188 mã lực, đi kèm phần số tự động 6 cấp, máy nổ rất liệm luôn nha quý chị. Ở bác theo chị mới nói là nguyên xe nha, tất cả các xe bên em bán ra thì đều cam kết chất lượng cho quý chị, xe không đâm đụng, không tai nạn, không thiết kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, bao test hãng Hàn Quốc cam kết bằng giấy tờ văn bản, có một công ty rõ ràng bảo hành cho quý chị 6 tháng hoặc 5.000 km tùy điều kiện là đến trước, đó là đảm bảo cho quý chị yên tâm tuyệt đối khi mua bán và trao đổi xe bên em nha. Cam kết bằng giấy tờ văn bản, có một công ty nha, chứ không phải nó miễn xu nha quý chị. Rồi tổng kết lên luôn trước mắt quý anh chị, đây là một con Mazda 6 phiên bản 2.5 đời 2013, hàng nhập nhật, xe đi chuẩn Euro hơn 57.000 km,
Giá hiện tại bên em đang chào bán cho quý anh chị là chỉ hơn 430 triệu một chiếc thôi nha. 430 triệu thì quý anh chị có thể sở hữu một con hatchback hạng A hay là một con sedan hạng B, nhưng mà nên cân nhắc chọn ngay một con xe sedan cỡ D. Công nghệ option trên xe thì mới mang luôn, đời 2013 thì hạng nhập Nhật không có các option gì nhiều nha quý anh chị. 11 lò bầu, 6 túi khí, ga tự động, lẫy số vô lăng, động cơ khỏe 2.5, cam lùi, cảm biến lùi, cảm biến và chạm phía trước. Sedan cỡ D thì độ rộng rãi thoải mái vô cùng luôn. Mâm 19 inch, màu trắng dễ sử dụng, một chủ sử dụng từ đầu, chưa qua chủ thứ hai nhau quý chị, có cửa nóc luôn, thì nó có nên cân nhắc, có nên lựa chọn hay không thì cùng comment ý kiến trao đổi với em nha. Rồi, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nha, nhớ cho xem một like, subscribe cũng như comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý chị về con xe này, hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy luôn trong đích sớm nha. Từ 5 chỗ, 7 chỗ, bán tải, gầm cao, gầm thấp, máy xăng, máy dầu, số sàn, số tổng, gần 70 đầu xe để phục vụ anh chị. Nhớ nhấc máy luôn, em sẽ hỗ trợ cho anh chị cái giá tốt nhất, cũng như chọn xe đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng của anh chị nha. Rồi, bye bye anh chị nha.